Mặt quạo không? Mặt quạo. Mấy anh sớm thấy người 66 ôm mặt quạo lắm. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video của mình. Nhi, chào. Nè, như các bạn đã thấy đây là gương mặt của mình sau khi ngủ dậy. This is my best friend. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video Get Ready With Me. Và sau lúc đó chúng ta sẽ và chúng ta sẽ vừa trang điểm vừa nói tại sao con cái cần biết trang điểm nha. Hôm nay mình sẽ Get Ready nhưng mà chỉ là cái make up hàng ngày khi mà mình đi ra đường đơn giản thôi, chứ không phải là cái gì lồng lộn lắm đâu. Nên là các bạn cũng đừng mong chờ quá, tại vì cái mặt mình nó là xấu sẵn rồi. Nên là bây giờ mình có ghét cái gì thì nó cũng vậy thôi. Mình sẽ buộc tóc lên cho gọn đi. Các bạn sợ là ủa tại sao mình mới ngồi vậy mà mình lại mặc sơ mi rồi đúng không? Đó. Mình thay đồ trước xong mình trang điểm sau. Nè, đầu tiên á thì mình đã bôi kem chống nắng rồi, mình xài kem chống nắng của Senka trước giờ đó. Mình chỉ xài kem chống nắng thôi chứ mình không xài foundation hay là cushion gì cả, tại vì cái da của mình nó bí. Nói chung là thể trạng của mình dễ ra mồ hôi mà da mình nó lại bí nữa, nên là nếu như mà mình xài mà không cẩn thận dùng đúng cái loại không hợp á thì da nó sẽ lên mụn liền. Cộng với dùng không hợp mà mình hay đi ngoài đường cả ngày nữa, mình cái cảm giác mà đem một cái món đồ gì đó không thích hợp với cái mặt mình nên đi ra đường cả ngày nó khó chịu á, nên là mình chỉ xài kem chống nắng thôi. Xong rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu kẻ mắt. Có thấy không, mình sẽ nhướng cái lông mày nhướng cái mắt lên để kẻ. Mình không phải là người chuyên điểm chuyên nghiệp nhưng mà mình có thể tự vẽ được cái mặt cho mình. Mình thấy như vậy đã rất là may mắn rồi á. Thấy không, da mình nó bị thâm đỏ hết trơn mà do mình lười xài đồ dưỡng da nữa nên là thôi kệ. Tại vì á, các bạn dưỡng da thì phải siêng cơ, phải làm thật sạch sau đó dưỡng ẩm rồi sử dụng tới các bước skin care ấy. Chứ nếu như mà mình lười á thì da mình nó sẽ xấu ngay. Mà mình thì quá lười, mình thật sự quá lười. Ủa sao bên tao hơi nhỏ rồi? Ủa? Mình vừa mới lau sơ sơ đi cho cái lông mày này nó mảnh lại đó. Nhưng mà chắc các bạn cũng biết mà lông mày đâu có phải chị em sinh đôi đâu, nên là mình không có thể nào ép nó phải giống nhau hoàn toàn được. Mình chỉ cần nó đừng có lệch quá là được rồi đúng không? Một chút mascara lông mày đó, tại vì mình hay trang điểm nhưng mà mình lại không mua nhiều đồ trang điểm lắm. Mình chỉ mua một vài thứ mà mình cho nó là hợp lý thôi. Với lại những cái đồ đó nó không nhất định phải là đồ nổi tiếng hay là quá mắc tiền đâu. Mình thấy cái nào xài hợp với mình là được. Lông mày hơi dài. Ủa sao nay cái lông mày nó dài vậy ta? Mình sẽ lau bớt đi cho nó ngắn bớt lại. Thường thường á thì khi mà lông mày dài á thì mình sẽ chỉnh lại bằng kem che khuyết điểm đúng không? Mình cũng có kem che khuyết điểm là must have rồi, nhưng mà mình hay dùng giấy mình tẩy đi. Có bạn nào giống mình không? Hay dùng giấy hoặc là tăm bông á xong mình lau đi. Chứ mình không có dùng kem che khuyết điểm. Đó. Mình thấy như vậy cũng ổn. Thôi vậy đi. Xong cái bước lông mày rồi. Xong lông mày là được cả một nửa chặng đường rồi các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ lấy cái tăm bông á, lau cái đầu của nó đi. Cái đầu chúng mày đi cho nó đừng có đập quá. Đầu chúng mày nhạt nhạt thôi nhìn nó mới tự nhiên. Xong rồi tới bước đánh phấn mắt này nghe, tại vì mình đã nói rồi mình rất là lười mà đó, nên là mình cũng không có đầu tư cho phấn mắt nhiều lắm. Đợt đó là Eclipse
ừ đó, cái sau này nè nó sale nên là mình mua một pack 5 cây về, mình nghĩ là nó sẽ đẹp lắm nhưng mà thực chất không, nó rất là khô và nó lên môi mình, nó làm môi mình bị cắt. À đúng rồi, môi mình chưa có quánh gì hết, quên. Để bây giờ mình sẽ đánh lên một lớp son dưỡng có màu. Mắm mắm đó, son dưỡng có màu để cho video của mình nó đỡ nhợt nhạt. Xong rồi mình mới dùng cái cây này. Mình thấy vứt đi thì phí, mà cho đi thì cũng không biết là có hợp với mọi người hay không. Nhiều khi mình cho người ta nhận thôi, nhưng mà nó không hợp nên là người ta vứt đi, không xài nó phí quá. Nên là đó, mình quyết định mình dùng để làm. Đây mình dùng làm, này gọi là gì, phấn mắt luôn. Không, nhưng mà các bạn, cái màu này làm phấn mắt mình thấy nó hơi tuyệt vời ấy. Hơi bị tuyệt vời luôn. Đó, rất là tự nhiên, hầm hầm đơn giản. Mình đang trang điểm một cái gương chính là cái màn hình điện thoại luôn á, chứ không phải là con gương nào. Tại vì bình thường mình không có mua gương bỏ túi, mình hay trang điểm bằng cái gương lớn. Nhưng mà hôm nay quay á thì để quay trong nhà, không có cái gương ở đây nên là đó, thao sờ lên chút. Ờ à, đúng rồi, như là tiêu đề các bạn thấy á thì mình sẽ nói là tại sao mình muốn trang điểm, đúng không? Cần phải biết trang điểm, ít hay nhiều còn phải biết trang điểm một chút. Mình sẽ dùng cái này mình chấm sơ ở đây một chấm, đây một chấm, xong dùng cái miếng băng tẩy trang của mình cán nó ra, cán nhẹ nhẹ thôi để cho cái mắt của mình nó có hồng hồng lên một cái nhất định, một cái độ hồng hồng nhất định, chứ nó đừng có nhợt nhạt quá. Có những ngày mà mình thức khuya xong mình lại xong mình thấy cái con mắt mình nó thực sự rất là nhợt nhạt thì quánh lại một chút. Thường thường nó thì sẽ dùng cái chai khuyết điểm và quánh lại đây nè, mệt thôi. Bây giờ công việc của mình nó trong nào không thích hợp trang điểm nhiều lắm. Sao mình vẫn thấy cái lông mày nó hơi dài này? Thật ra thì trước đây mình nghĩ là thôi kệ con gái mình có cái gì xài cái đó đi, không có nhất định là phải trang điểm đâu. Tại vì mình thấy trang điểm thì nó lừa người dối mình đó. Thì nhưng mà khi mà xuống Sài Gòn rồi, xong rồi sau này cái tiếp xúc nhiều với mọi người rồi á, mình thấy biết trang điểm cũng là một cái lợi cho các bạn. Ví dụ như trong những buổi hội họp nè, buổi meeting, hoặc là chúng ta đơn giản là gặp nhau hàng ngày thôi, thì cái ấn tượng đầu nó rất quan trọng luôn. Nên là nếu như mà mình chỉnh chu một chút, tại vì bây giờ đã thế kỷ bao nhiêu rồi mà, thì mình chỉnh chu một chút thì sẽ tạo được ấn tượng tốt với bên đối phương hơn. Rồi trong công việc hàng ngày nữa, nhiều lúc một vài sự kiện nào đó mình sẽ cần phải trang điểm, nhưng mà đâu phải là lúc nào có người sẵn sàng để ở đó trang điểm cho mình đâu. Rồi cộng thêm nữa đó là có nhiều lúc mà khi mà về Đà Lạt xong rồi mình phải đi, ví dụ như đám cưới, đám tiệc đồ á, thì phải đi trang điểm, đúng không? Chứ mẹ mình hay kêu là mình không thể nào vác cái mặt cho trẻ nó đi được, nên là mình sẽ đi ra tiệm trang điểm, là lúc đó mình chưa có biết trang điểm đâu. Mình làm xong rồi, bây giờ sẽ là một cái màu đậm hơn một chút để đánh, một màu đậm hơn một chút nè để đánh cái đuôi mắt, tại bộ là son hết các bạn. Lúc đó mình chưa có biết trang điểm đâu. Xong rồi mình ra ngoài tiệm. Cái lần đầu tiên á, mình thấy người ta quánh hai cái má mình hồng lên vậy nè, hồng vậy đó. Đầu tiên là người ta phủ một cái bột gì đó mình không biết, chắc là chụp nền hay gì đó, nó cắm chợt lên, xong rồi ta đánh hai cái má mình hồng lên. Các bạn có tưởng tượng như là diễn viên ở trong mấy cái đoàn hát của Trung Quốc á, đó nó hồng đó. Xong rồi mình rất là tức, nhưng mà hôm đó cũng là hôm đó là prom năm 12, nên là mình quyết định là đi về, xong rồi mình lấy giấy mình lau hết cái phấn hồng đó đi rồi mình đi thôi. Xong rồi sau đó một lần nữa là khi đám cưới anh mình cũng chưa có trang điểm, lúc đó mình chỉ mới đánh son cơ bản thôi, thì mình lại đi ra tiệm. Xong rồi cái tiệm này nè, mẹ mình bảo là chị ơi, còn mấy nhà em nó khó lắm, chị ơi chị là chủ, chị phải tận tay làm cho nó cơ chứ nó khó lắm. Thằng khẽ em yên tâm làm. Rồi làm sao, trời ơi mình điên, mình thấy người ta lấy cái phấn mà phấn nụ thôi, cái phấn mà hồi xưa á cái cô cái bà hay dùng á, là lấy cái bông búa xong rồi nhúng nước rồi áp ra đắp cái phấn nó sụt đắp đó mà nè. Mình nó rất là nhạy cảm với lại da mặt mà, nên nó cũng bại được. Thế mà mọi người cứ tái rồi trời ơi dằn mà mình thấy trời tội nghiệp cái mặt mình luôn. Xong rồi cái dán lông mi đồ, rồi quánh son, thì cái lúc mà quánh son hay là một cái cọ son đánh cho 8 người, xong rồi quệt son lên đầu quánh cho mình đâu có chịu. Cái mình kêu để đó mình tự quánh son, rồi mình thấy cái gì cũng dùng chung xài chung với mình rất là, nói chung là sau cái bữa tiệc đó về là mình phải đi tẩy trang liền luôn, mình rửa mặt rất là kỹ. Thì mình dùng một cái màu khác nha, mình đánh sờ cái đuôi mắt. Thôi
thật ra mình cũng có một cái bộ cọ được tặng, nhưng mà cái đợt Tết mình lên Đà Lạt á, mình không nghĩ là mình sẽ đi lâu như vậy, sẽ ở đây lâu như vậy, nên là mình không có đem lên. Rồi mình lên đây mình dùng mọi thứ bằng tay, đương nhiên là tay, trước khi các bạn trang điểm make up thì các bạn phải rửa sạch sẽ rồi nghe, tại vì tay nó rất là dơ, giống như là buổi sáng nó bôi kem chống nắng á, thì tay chân mình phải sạch sẽ rồi mới bôi được. Đó, bôi đây một chút nữa, trời mới nó đều nha, trời nhìn nhìn như có hết tồn á. Bình thường á thì sẽ là cái đuôi nó màu nâu, nâu từ ở đây nhẹt mẹ đi đập nè, nhưng mà các bạn đừng như mình, lười biếng như mình sẽ mang lại cái cục không tốt đẹp gì đó. Râu nhẹ đi một cái nữa, xong rồi mình thấy á, đi trang điểm ngoài tiệm á đều dùng đồ chung nè, với lại mình không thích. Đương nhiên cái mặt của mình á thì mình sẽ hiểu rõ nhất đúng không, còn mọi người thì trang điểm như kiểu đại trà thói quen thôi, nên là từ đó mình quyết định mình làm trang điểm. Cộng thêm công việc sau này cũng yêu cầu mình phải biết trang điểm một chút, với lại mình nghĩ là hôm nào mình cũng ra đường mình gặp mọi người á, nên là nói chung là mặt mày cần tươi tắn một chút, chứ u ám quá thì lỡ mình là người đầu tiên người ta gặp, người ta sẽ thấy mặt mày u ám, lúc đó người ta sẽ nhớ tới cái mặt u ám của mình. Đây cái này là chì kẻ mắt của Kiss Me. Đó mình có cả mascara nghe, nhưng mà mình không xài, nặng lắm. Hằng ngày mình sẽ kẻ một cái đường đơn giản thôi từ đây. Các bạn thấy không, kẻ hai cái đường đuôi mắt đơn giản hơi lệch nhau, hơi kẹt đi. Mình nhảy mình lấy kẹt rồi. Hồi trước á là lúc mà mình ở dưới Sài Gòn với bạn á, thì các bạn nó trang điểm đẹp lắm các bạn, đẹp. Mỗi lần mà bạn nó trang điểm với mình như kiểu biếu hóa mình, việt hóa thiên nga, để mình sẽ để cái hình ở đâu đó để các bạn nhìn đẹp lắm. Thế sau này mỗi lần mà mình cần đi đâu mình đâu rút nạp nhờ người ta được, mặt mình đâu có dày gì đâu, nên là thôi mình tự mua đồ về, mình mua đồ đơn giản thôi, không mắc tiền với nhau, xong mình tự vẽ. Cái hồi đó mình đi học á, hôm nào mình còn vẽ có hôm á thì mình quánh hai con mắt mình nó hồng le vậy nè, hôm thì mình kẻ lông mày bư vậy nè, với hai con son đó. Có hôm á thì mình không biết cái đặc tính của cái son đó, nên là mình quánh cái son mình thấy nó đẹp lắm, chính trang chính mình lên, xong mình gỡ khẩu trang lên, cái lên hé ra dính vào răng cổ, trời ơi wow. Cái gì vậy đúng không, bạn sự khởi đầu nay gian nan không có nảy. Thì bước đầu tiên đó là mình như vậy, cái từ từ qua tới bây giờ cũng năm tư rồi, mình cũng hầm hầm hơn một tí, mình gia giảm mọi thứ làm sao đó mình cảm thấy cho nó hợp lý hơn một chút. Rồi bây giờ đó, nói chung là mình có thể tự vẽ mặt của mình khi đi những cái sự kiện đơn giản, đi ra đường hàng ngày thôi, đơn giản. Bây giờ mình sẽ dùng cái này là cái gì bắt sáng, mình xài nó sắp hư rồi nè. Mình sẽ ở đây một chút đó. Mình đã thấy cái mắt mình mà có một chút nhũ, nhúng nha nhúng nhím thì nó sẽ thu hút hơn. Sau lại dùng cái băng tẩy trang nó lo. Nếu như mà các bạn là một người rất là chăm skincare và trang điểm chuyên nghiệp thì đừng trách mình, bởi vì mình không phải. Các bạn hãy bỏ qua cho mình chỉ làm video này thôi để nói là hỏi các bạn gái. Cho dù ít hay nhiều, dù người đời có nói như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ đã thích kiểu bao nhiêu rồi, nhớ phải biết trang điểm một chút, phải biết trang điểm một chút, ít nhất là phải kẻ mày và son môi nha. Mình đẹp cho mình thôi, mình cũng đừng bị bất cứ một anh con trai nào trên cuộc đời này nói ra anh chỉ thích mặt mọc, anh chỉ thích mặt mặt thôi, nó xạo đó các bạn. Nó thích các bạn mặt mặt, nhưng mà nó ra đường nó thích nhìn con khác trang điểm, nó vậy đó, đời nó là vậy đó. Nên là nhớ, đơn giản thôi còn được, kẻ chân mày và son môi nha. Nhớ má hồng lại là son thôi, chấm một chút thôi. Bơm tẩy trang thật là tiện lợi. Các bạn nhìn thấy các bạn sẽ thấy, ủa sao nó tái má hồng rồi mà tái như không tái vậy ta, sao mà nó bình thường vậy ta. Nó là vậy đó các bạn. Sắp xong rồi mọi người ạ. Do hôm nay mình vừa nói chuyện vừa ấy nên là nó lâu thôi, chứ bình thường nó tầm 10 phút à. Mọi người hay bảo là ủa bảo mỗi lần trước khi ra đường thì mày trang điểm có cần tốn nhiều thời gian hơn, thì cái đó phải tùy, chứ hôm nào mà mình thích mình kể nhiều nhiều thì tốn nhiều, hôm nào mình đơn giản thì chân mày với son môi thôi thì nó ít đó nè. Đây là sau bước hoàn thiện cuối cùng, cái này là black rose đó, màu 01, màu đỏ tươi. Mình không thích những màu đỏ tươi đó đâu,
Nhưng mà thôi, vì hôm nay là get ready nên là cho nó tươi tắn nè. Đó, đây là sự kết hợp giữa black proof và son dưỡng có màu. Mình sẽ lau sơ cái này nè. Rồi, hơi hơi rồi đúng không? Các bạn chờ mình một chút, mình đi làm tóc xong mình sẽ quay lại nhé. Hello, xin chào mọi người. Mình vừa mới thay áo. Tại vì đây là một cái get ready with me nên là mình sợ các bạn sẽ nghĩ là ủa, nói chị đi xong chưa? Ủa chị đi xong rồi sao mặt vẫn xấu vậy? Xấu vậy có khác gì lúc nào đâu. Nên là mình quyết định sẽ đi thay một cái áo để các bạn có thể thấy là mình đã trang điểm thành công. Nè, mình nhận ra là hôm nay mình uống máy cũng được nên là mình không có dùng kèm nhiệt nữa, mình sẽ để nguyên nó như vậy luôn cho nó tự nhiên đó. Hồi trước mình để máy kiểu Hàn Quốc á, có ở giữa đây nè đó. Nhưng bây giờ mình thích nuôi máy dài hơn, tại vì cái kia phải tỉ mình mệt quá đó. Đây là tóc lâu lắm rồi mình không dùng lược á các bạn, mình không biết cái lược là cái gì luôn á, tại vì hồi bữa mẹ bà chán lắm mấy cái lược, mình không nhớ cái lược là cái gì luôn, tại vì mình rất là kỵ luôn á, mình không thích ai đụng lên da mặt của mình cũng như tóc của mình. Tóc của mình cũng không được chải bằng lược luôn, mình chỉ gội sấy xong rồi cứ để nó như vậy nó khô. Rồi nếu như mà mình có dùng bồ cột á thì mình sẽ dùng tay vậy mình chẹp lên lại. Còn đâu thì nó như vậy. Mình không xài lược. Các bạn có thấy là nó khác gì so với lúc đầu không? Các bạn có thấy nó khác không? Mặc dù mình biết là mình không thể là kiểu biến hóa từ việc hóa thiên nha, nhưng mà mình chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn lúc đầu video khi mà mình mới ngủ dậy á. Nên là đó, các bạn hỏi chúng ta hãy cứ xinh đẹp, đừng bất kỳ ai hết. Mình là Thái đẹp, mình tên cũng là Thái đẹp, mình Thái đẹp. Mình đẹp không cần quá làm lộn đâu, mình chỉ cần đơn giản thôi. Nói chung là đó, các bạn sẽ là người chịu rõ nhất đó là cái khuôn mặt của các bạn sẽ phù hợp với cái lối trang điểm nào, với cái kiểu nào, hoặc là với cái màu gì đó. Không phải là ai cũng hợp với cái màu đó, với cái kiểu trang điểm đâu nha. Nhớ nha, nhớ phải học trang điểm, nhớ phải xinh đẹp như các bạn gái. Còn thấy mẹ con biến hình có được không? Yeah, con theo Phương Diệu, một người rất là thất quan và không có mối liên hệ gì với mẹ ngoài việc ăn cắp gan của mẹ ra, nói là mẹ con là một người biến hình đã hơi thành công rồi, tại vì bình thường mà mẹ không nhớ đấy. Gái như vậy này hay hơn lắm các bạn, không hiểu tại sao mà mỗi lần mà nhờ em quay video cho chị mà em hơn lắm, chắc mà quay mà không trả cách xe hay gì, mà quay xong mà mang hai con tôm với một con mực rồi một đống cắp gan nữa, vẫn hơn. Vậy là mình đã get ready xong rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và subscribe để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mẹ Trang. Cảm ơn các bạn, bye bye. Bye bye con. Bye bye. Nhớ ủng hộ Mẹ Trang nha. Nhớ ủng hộ Mẹ Trang.